Lan Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục trên kênh tin tức 24 h TV. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Tin nóng, Thủy Tiên chính thức được giải oan khi Việt Công Bành khẳng định không có chuyện tiền treo khi tài khoản tạm khóa báo có. Vũ Hà khẳng định Đàm Vĩnh Hưng không bao giờ thua trong vụ kiện với bà Phương Hằng. Sau khi đệ đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng, chị Kim Chi cùng Quyền Linh âm thầm làm điều đặc biệt. Tước danh hiệu công an nhân dân đại tá Phùng Anh Lê bắt thêm nhiều thuộc cấp. Mua vàng ảo cùng bạn trai ngoại quốc, cô gái Hà Nội bị lừa 1,2 tỷ đồng. Tụ tập chém lộn rồi bỏ trốn, giang hồ Tùng Inox bị bắt sau gần 7 tháng trốn nã. Đưa hai người phụ nữ nhập cảnh trái phép để lấy 1 triệu đồng, người đàn ông phải trả giá đắt. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần nội dung chi tiết. Tin nóng, Thủy Tiên chính thức được giải oan khi Vietcombank khẳng định không có chuyện tiền treo khi tài khoản tạm khóa báo có. Sau khi ca sĩ Thủy Tiên công khai sau kê từ thiện, một chi tiết được cộng đồng mạng chú ý, đó là cụm từ tạm khóa báo có tài khoản. 3 ngày kể từ khi ồn ào này nổ ra, fanpage chính thức của ngân hàng Vietcombank đã lên tiếng giải đáp thắc mắc của khách hàng. Việc công banh dẫn chứng lại từ Điều 16, thông tư 23 cho biết việc hướng dẫn việc mở sử dụng tài khoản thanh toán tại chỗ, cung ứng dịch vụ thanh toán, ngân hàng nhà nước quy định như sau. Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thực hiện tạm khóa tài khoản thanh toán của khách hàng, tạm dừng giao dịch một phần hoặc toàn bộ số tiền trên tài khoản thanh toán khi có văn bản yêu cầu của chủ tài khoản hoặc người đại diện hợp pháp của chủ tài khoản hoặc theo thỏa thuận trước bằng văn bản giữa chủ tài khoản với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán do đó tạm khóa báo có tài khoản được hiểu là việc ngân hàng tạm dừng giao dịch ghi có vào tài khoản của khách hàng nếu tài khoản được khóa toàn bộ cả hai chiều ghi nợ và ghi có hoặc tài khoản được khóa chiều ghi có thì số tiền người khác chuyển vào tài khoản này sẽ không được chuyển vào tài khoản mà được hoàn trả cho người chuyển tiền vietcombank khẳng định đối với các trường hợp tạm dừng giao dịch ghi có vào tài khoản của khách hàng Tài khoản sẽ không ghi có bất cứ giao dịch nào kể từ thời điểm ngân hàng thực hiện khóa chiều ghi có theo yêu cầu của khách hàng. Mặt khác, Vietcombank sẽ xử lý theo nguyên tắc đối với các giao dịch chuyển tiền trong hệ thống VCB và chuyển tiền nhanh 24 trên 7 ngoài hệ thống OnePass, hệ thống hiển thị thông báo cho khách hàng và chặn thực hiện giao dịch. Đối với các giao dịch chuyển tiền liên ngân hàng qua hệ thống IBPS và các giao dịch chuyển đến từ nước ngoài, khi Vietcombank nhận được các giao dịch chuyển đến này sẽ thực hiện chuyển trả lại ngân hàng chuyển. Thông thường sau 2-3 ngày, không tính ngày nghỉ lễ, nếu tài khoản người nhận không mở lại và có yêu cầu của người chuyển tiếp tục ghi có, thì tiền sẽ được trả về cho người gửi. Đại diện Vietcombank cho biết, như vậy không có chuyện khi chủ tài khoản khóa báo có tiền thì sẽ treo lơ lửng trong không gian, đến khi nào chủ tài khoản mở khóa báo có thì tiền sẽ rơi tự do vào tài khoản trở lại, dẫn đến nghi án đây có thể là nơi bí mật để giấu quỹ đen. Trước đó, trong buổi livestream trò chuyện với khán giả tối 19 tháng 9, nữ CEO Đại Nam bà Nguyễn Phương Hằng đã có những chia sẻ đáng chú ý khi nhắc về bản sao kê từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên. Ngay khi nhắc đến tạm khóa báo có, thuật ngữ này đã khiến cư dân mạng bàn tán rôm giả. Theo bà Phương Hằng, bản sao kê của nữ ca sĩ không phát sinh giao dịch đến tháng 2 năm 2021 là chính xác, nhưng nếu tài khoản này trong trạng thái tạm khóa báo có, thì việc sao kê là vô lý, bởi tiền lúc này không thể đổ vào tài khoản mà chỉ có thể đổ vào khi thị tiên yêu cầu gỡ lệnh. Về thuật ngữ tạm khóa báo có, bà Phương Hằng tạm giải thích rằng đây là một hình thức treo tài khoản. Cụ thể tài khoản ngân hàng bị treo thì vẫn nhận được tiền sau khi mở trở lại và lần nếu người khác chuyển viên vào tài khoản đang tạm khóa báo có thì chủ tài khoản vẫn nhận được như bình thường. Vũ Hà khẳng định Đàm Vĩnh Hưng không bao giờ thua trong vụ kiện với bà Phương Hằng. Sau khi Đàm Vĩnh Hưng thông báo đã gửi đơn tố cáo CEO Nguyễn Phương Hằng lên cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh vì tội vu khống, xúc phạm danh dự nam ca sĩ, phía bà chủ đại nam cũng có hành động đáp trả bằng cuộc hẹn livestream vào chiều nay và tối nay 23 tháng 9. Được biết, bên cạnh công tác điều tra, Mr. Đàm đã yêu cầu cơ quan kiểm toán làm rõ các khoản thu chi trong quá trình làm từ thiện của anh. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định, người có tội phải chịu tội mọi việc sẽ được phơi bày trước ánh sáng trong nay mai. Từ cuộc đấu khẩu trên mạng xã hội, Đà Vĩnh Hưng quyết định mang toàn bộ sự việc ra trước pháp luật để giải quyết. Với những tuyên bố chắc nịch của mình, khán giả một phần đặt niềm tin nơi Đà Vĩnh Hưng, một phần bày tỏ hoang mang, không biết chính xác nam ca sĩ sẽ làm những gì để giành chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý này. Giả đoát thắc mắc của khán giả, bạn thân của Mr. Đàm là nam ca sĩ Vũ Hà vừa có những bật mí trên trang cá nhân Khẳng định Đàm Vĩnh Hưng không bao giờ thua trong vụ kiện với CEO Phương Hằng. Cụ thể khi được fan Hoài Nghi về vụ kiện tụng âm ý của Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà đã để lại hai bình luận: Đứa nào có tội thì bị bế đi, riêng Đàm Vĩnh Hưng thì không nhé, không bao giờ thua vì đã sao kê kiểm toán đầy đủ. Như vậy dường như phía giọng ca nửa vầng trăng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng thời đang rất tự tin khi mang lùm xùm ra trước pháp luật được biết ngoài Đàm Vĩnh Hưng, bốn cái tên khác trong giới nghệ sĩ cũng đã đâm đơn kiện bà chủ đại nam là nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, Trịnh Kim Chi, Vi Oanh và Thủy Tiên. Sau khi đệ đơn kiện bà Nguyễn Phương Hằng, Trịnh Kim Chi cùng Quỳnh Linh âm thầm tạo điều đặc biệt. Những ngày qua, thông tin nhiều nghệ sĩ nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi đã được tiết lộ là cái tên thứ năm để đơn kiện lên cơ quan công an. Cụ thể, theo nguồn tin của họ từ PC01 cho biết đã nhận được chị Kim Chi tố cáo bà Hằng vu khống, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của mình. Cho đến hiện tại chị Kim Chi vẫn chưa lên tiếng về thông tin này. Dư luận không khỏi tò mò nữ nghệ sĩ phản ứng thế nào khi mà tin tức vụ kiện phủ sóng khắp mọi nơi. Trên thực tế thì cô lại chẳng mấy quan tâm, chỉ tập trung cho gia đình và công tác thiện nguyện. Mới đây một số hình ảnh về Trịnh Kim Chi và Quyền Linh được chia sẻ. Công chúng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy bộ dạng của hai nghệ sĩ. Họ diện trang phục đơn giản, tự tay bê vác những bỉ gạo xuống xe tải. Đây là phần quà mà Quyền Linh gửi tặng cho anh chị em nghệ sĩ, nhân viên hậu đài gặp khó khăn trong mùa dịch. Thay mặt cho Ban Hành Chính Hội Sân Khấu thành phố hồ chí minh chị Kim Chi đã đứng ra nhận rồi phân phát. Hành động đẹp của họ nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Không chỉ vậy, chính nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi cũng chung tay hỗ trợ lương thực thực phẩm cho đồng nghiệp. Cô đặt mua huy động rau, củ, quả, sữa, gạo rồi gửi đến các bếp từ thiện. Hơn 5.000 phần thuốc đã được trao cho người dân bị F0, F1 đang cách ly tại nhà. Quỹ chăm lo nghệ sĩ của Trịnh Kim Chi và bạn bè lập ra cũng đã được hỗ trợ cho gần 40 nghệ sĩ, nhân viên hậu đài khó khăn. Tước danh hiệu Công an Nhân dân Đại tá Phùng Anh Lê bắt thêm nhiều thuộc cấp. Ngày 24 tháng 9 theo nguồn tin, Bộ Công an đã ra quyết định tước danh hiệu công an nhân dân đối với ông Phùng Anh Lê, nguyên đại tá, nguyên trưởng phòng cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Đức Châu, nguyên trung tá, nguyên đội trưởng đội cảnh sát hình sự Công an quận Tây Hồ. Việc tước danh hiệu công an nhân dân được thực hiện sau khi cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê và ông Châu. Ông Lê và ông Châu bị điều tra về tội tha trái pháp luật người bị bắt, người đang bị tạm giữ tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù theo điều 378 Bộ luật hình sự. Hành vi phạm tội này xảy ra khi ông Lê còn làm trưởng công an quận Tây Hồ. Ngoài ra trong vụ án này, cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam trung tá Lê Đình Trung, nguyên phó đội trưởng đội cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an quận Tây Hồ. Khởi tố bị can cho tại ngoại đối với Trung tá Vũ Công Ngập, nguyên phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Tây Hồ. Hai nguyên cán bộ này cũng đã bị tước danh hiệu công an nhân dân. Ông Lê và những cán bộ liên quan đã bị đình chỉ công tác từ đầu năm 2021. Từ kết quả xác minh ban đầu về sai phạm của những người này, ngày 8 tháng 2, cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội quy định tại điều 369 Bộ luật hình sự và chuyển toàn bộ hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao thụ lý theo thẩm quyền. Trước đó như tin tức 24 giờ TV đã đưa tin, cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đại tá Phùng Anh Lê, trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Đức Châu, đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận Tây Hồ. Trong đó, Tối 21 tháng 9, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thực hiện khám xét nhà của Đại tá Phùng Anh Lê để phục vụ điều tra. Liên quan đến vụ án này, Công an thành phố Hà Nội đã đình chỉ công tác các ông Lê Châu cùng Thượng tá Phạm Quý Hải, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ, đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Thời gian qua, Công an quận Tây Hồ liên tục vướng vào bê bối trong các vụ án mà Công an quận này đã từng thụ lý điều tra. Những cán bộ công an trên bị đình chỉ do liên quan đến vi phạm trong một vụ án mà công an quận Tây Hồ đã từng thụ lý điều tra. Theo đó, ngày 29 tháng 4, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Hữu Tài, 28 tuổi, trú tại quận Ba Đình, 2 năm tù, 4 bị cáo khác từ 15 tháng tù treo đến 20 tháng tù giam cùng với tội cướp tài sản. Vụ án này xảy ra năm 2016 tại quận Tây Hồ, nhưng công an quận này không xử lý hình sự. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2021, các bị cáo trên lần lượt đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đầu thú nên vụ án mới được khởi tố rồi xét xử. Tại tòa, vợ của bị cáo Nguyễn Hữu Tài được triệu tập với tư cách người liên quan khai trong quá trình công an quận Tây Hồ thụ lý vụ án, người phụ nữ này đã đưa 100 triệu đồng cho một cán bộ công an quận nhờ chạy án cho chồng. Các cơ quan tố tụng xác định Vụ việc trên có dấu hiệu phạm tội xâm phạm hoạt động tư pháp nên văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã thụ lý giải quyết bằng vụ án khác. Ngoài ra, hồi tháng 1 năm 2021, tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tuyên tử hình đối với Lê Thanh Hưng, 30 tuổi, trú tại huyện Thận Thành Bắc Ninh về hai tội danh giết người và cướp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, Hưng là cháu ruột của bà Nơ 56 tuổi trú tại Bắc Ninh. Do thường xuyên ăn ngủ tại nhà bà nờ nên Hưng biết quy luật sinh hoạt của gia đình bà. Tháng 2 năm 2020, lợi dụng lúc bà ở nhà một mình, Hưng phục kích trong nhà rồi ra tay sát hại bà, cướp tài sản trị giá hơn 35 triệu đồng. Theo cáo trạng, Hưng khai rằng tháng 11 năm 2019 bị tòa nhân dân quận Tây Hồ xử phạt 30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Để được mức án như trên, Hưng đã đưa khoảng 600 triệu đồng cho một số cán bộ công an quận Tây Hồ và thẩm phán thụ lý để giải quyết. Tiếp đó, Hưng lại muốn được chấp hành án tại công an quận Tây Hồ, nhưng không có tiền nên Hưng đã lên kế hoạch thực hiện hành vi giết bác ruột để cướp tài sản. Mua vàng ảo cùng bạn trai ngoại quốc, cô gái Hà Nội bị lừa 1,2 tỷ đồng. Ngày 24 tháng 9, Công an quận Bắc Từ Liêm Hà Nội cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Trước đó vào ngày 14 tháng 9, Công an phường Phúc Diễn Bắc Từ Liêm nhận được tin trình báo của chị Mai, tên nhạn nhân đã được thay đổi, sinh năm 1992, trú tại Kim Sơn Ninh Bình về việc bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng. Theo như đơn trình báo, Khoảng tháng 8 năm 2021, chị Mai quen một người đàn ông qua mạng xã hội. Người này giới thiệu mình có quốc tịch Trung Quốc và rủ chị Mai đầu tư mua vàng ảo qua một đường link. Tin tưởng người bạn trai ngoại quốc, chị Mai đã nạp hơn 1,2 tỷ đồng nhưng khi rút tiền ra thì không được. Chị Mai tìm cách liên lạc với bạn trai nhờ hỗ trợ thì người này đã chặn liên lạc. Lúc này chị Mai mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo. Công an Hà Nội khuyến cáo người dân đây là thủ đoạn lừa đảo, người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Với người lạ trên mạng, người dân không nên cung cấp các thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP để tránh mắc bẫy các đối tượng. Nếu các đối tượng gửi đường link lạ và dụ dỗ đăng nhập vào những tài khoản liên quan tới ngân hàng hay mạng xã hội thì phải hết sức lưu ý, vì đó có thể là những website lừa đảo. Tụ tập chém lộn rồi bỏ trốn giang hồ Tùng Inox bị bắt sau gần 7 tháng trốn nã. Ngày 24 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã bắt giữ đối tượng Đặng Anh Tùng, hay còn gọi là Tùng Inox, sinh năm 1995, cư trú tại ấp Tây Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Đây là đối tượng đang bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã về tội gây dối trật tự công cộng. Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, vào ngày 5 tháng 12, tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, xảy ra vụ gây dối trật tự công cộng, dùng hung khí đánh nhau giữa hai nhóm người có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Trong lúc hai bên xô sát đánh nhau thì Đặng Anh Tùng có tham gia hỗn chiến trong nhóm người trên. Vụ việc được lực lượng công an huyện Thoại Sơn phát hiện, đồng thời xác minh và tiến hành điều tra các đối tượng có liên quan. Lúc này sợ bị công an bắt giữ nên Đặng Anh Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 8 tháng 3, công an huyện Thoại Sơn ra quyết định truy nã Đặng Anh Tùng về tội gây dối trật tự công cộng. Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Tùng đi nhiều nơi sinh sống để trốn truy nã của cơ quan công an. Khoảng 17 giờ ngày 22 tháng 9, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã phát hiện bắt giữ được Đặng Anh Tùng khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Hiện đối tượng Đặng Anh Tùng đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang di lý về An Giang, bàn giao cho Công an huyện Thoại Sơn để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đưa hai người phụ nữ nhập cảnh trái phép để lấy một triệu đồng. Người đàn ông phải trả giá đắt. Chiều ngày 23 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Dương Văn Dưỡng, sinh năm 1984, trú tại khóm Xuân Biên, thị trấn Tịnh Biên, tỉnh An Giang, về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Theo cáo trạng, khoảng tháng 12 năm 2020, Dưỡng được hên không rõ họ và địa chỉ, ở Campuchia rủ tham gia đưa người xuất nhập cảnh trái phép để thu lợi và được dưỡng đồng ý. Ngày 18 tháng 1, Hên điện thoại và nói dưỡng qua Campuchia đón hai người phụ nữ đưa về Việt Nam. Hên hứa trả công 500.000 đồng một người thì dưỡng đồng ý. Khoảng 21 giờ cùng ngày, dưỡng xuất cảnh trái phép sang Campuchia đến điểm hẹn nhận hai người phụ nữ Hên giao để đưa về Việt Nam. Đến khoảng 2 giờ sáng 19 tháng 1, Dưỡng đưa hai người phụ nữ trên nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Khi đến khu vực ấp Phú Nhất, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, An Giang thì bị lực lượng công an phối hợp với biên phòng bắt giữ. Ngày 26 tháng 1, Dưỡng bị khởi tố tạm giam để điều tra. Trong quá trình điều tra, Dưỡng còn thừa nhận trước đó đã đưa một người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, được hên trả công 500.000 đồng. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Dương Văn Dưỡng 18 tháng tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi đến cuối của bản tin ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin nào hữu ích, quý vị đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để cùng đồng hành với tin tức 24h TV. Lan Hương xin được kính chúc quý vị và các bạn mạnh khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.